Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi The Changa Resort and Casino, Health and Beauty Network, giúp bạn tự tin yêu đời với mỹ phẩm Natura. 714-467-9071. Tèo Thai Club 714-983 Võ Xe hay 714-983-8693 Chợ Đông Ba với các món ngon xứ Huế. 714-891-8028 Mai Phương Beauty and Wellness Center, xăm phun thêu tán bột chân mày mí mắt nguyên môi với nữ tài tử Mai Phương 25 năm kinh nghiệm. 714-839-8121 Tế bào gốc Biolacell, tinh hoa của đất trời, đẹp da, mọc tóc, giảm cân. Nữ tài tử Mai Phương, đại diện độc quyền, 714-839-8121. Chúng tôi cần đại lý khắp nơi. MVOF sức khỏe là vàng, 714-757-7379, 714-722-9709. HT Learning Center, tại Fountain Valley, Westminster và Garden Grove. Điện thoại 714-841-1444. Anh Tuấn, Hoàng Trọng Thủy xin trân trọng kính chào quý khán thính giả, chào đón quý vị đến với chương trình phát hành live của Little Saigon TV trên băng tần 57.7 hệ thống Galaxy 19 trong phần tin tức vào ngày thứ hai, ngày 9 tháng 5 2016. Cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Anh Tuấn, từ sáng tới giờ, từ cà phê sáng đến giờ, đoàn Trọng Nguyễn Trường đưa ra quá nhiều các tin hot và chúng tôi cũng tiếp tục theo dõi và sẽ được anh đoàn Trọng cập nhật thêm rất nhiều các tin tức nữa. Cho nên quý vị nhớ đón theo dõi cà phê sáng với phần thời sự quốc tế vào mỗi sáng từ ngày mai quý vị nhé. Nóng quá, nóng quá. Hôm cuối tuần vừa rồi rất nhiều người hỏi tôi chứ, anh Thụy ơi, nghe nói anh Thụy giới thiệu Đông trùng hạ thảo gì mà rẻ quá vậy. Tôi nói vâng, thì cái chuyện đó bây giờ thật sự như là anh cũng biết. Quý vị đánh chữ Cordyceps vào trên mạng Google, hiện ra cả đống luôn. Thì không biết được uống những cái loại thuốc này như thế nào, thì có người nói rằng là uống cũng thấy uống bình thường thì không biết sao, nhưng mà cái giá thì thực sự mà nói đó, nó rất là rẻ. Nếu mà quý vị đánh vào chữ Cordyceps, 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 thì đó, họ cũng hỏi là không biết là mua những cái loại sản phẩm này ở đâu, thì chúng tôi cũng đưa ra những cái trang mạng thực sự đầy ở trên web ấy. Quý vị có thể vào đánh một lần nữa, Cordyceps là ra hết. Thì cái chuyện này đang diễn biến ở trong cộng đồng, có những vụ thư kiện như anh Đoàn Trọng vào sáng ngày hôm nay đưa ra. Báo chí ở đây cũng loan tải tất cả những cái dữ kiện này để chúng ta cùng tìm hiểu thêm nữa, thưa quý vị. Và trong cuối tuần này em cũng đã mua Cordyceps rồi, mua đầu trồng hoa thảo rồi. No way, cùng mua được hả? Mấy đồng? 6.99 đồng, thưa quý vị. 6.99 đồng một hũ, 600 mg, 120 viên ở trong đó, và tất cả đều made in USA. Ngoài ra đó, chúng ta tìm thêm những cái loại như nấm linh chi đỏ nè, rồi tỏi đen, tỏi đen nè, rồi ginseng, thưa quý vị, nhân sâm đại hàng, và củ nghệ mà người ta làm theo những cái vị thuốc nữa, thưa quý vị, rất rẻ. Trang mạng mà anh Tuấn lên, thực sự chúng tôi đưa vào đó, một trang mạng rất là uy tín của nước Mỹ này, họ bán đã lâu lắm rồi và tất cả các sản phẩm là made in USA hết. Anh có thể tin nổi không? Em mua 4 loại thuốc nam. Tổng cộng đó, cái đông trùng hạ thảo mình ưu tiên đầu tiên mua hai lọ. Mua hai lọ. Hết tổng cộng có 30 đồng cho tổng cộng là 7 lọ thuốc. Có 30 đồng thôi. Luôn shipping luôn, thưa quý vị. Include shipping luôn. Vâng, 30 đồng. Nấm linh chi đỏ, nhân sâm đại hàng, tỏi đen, đông trùng hạ thảo, made in USA. Thế thì anh Tuấn chết rồi, hôm nay sẽ có điện thoại gọi vào, chết luôn, tha hồ trả lời nhé. Vâng, đó là một trong những điều chúng tôi muốn chia sẻ đến tất cả quý khán thính giả. Trở lại với một ngày thứ hai đầu tuần thật là rạng rỡ ngày hôm nay, đó là chuyện ở California này, một ngày rất đẹp, nhưng ở quê nhà chúng ta từ Hà Nội vào Sài Gòn, như quý vị đã theo dõi cà phê sáng liên tục từ sáng tới giờ, trong cuối tuần vừa rồi, hình ảnh từ Sài Gòn, Việt Nam, Hà Nội tung ra đầy rẫy trên khắp nơi hết cả, ngoại trừ là báo chí chính thống của nhà nước Việt Nam Cộng sản thì không hề loan tin biểu tình, họ chỉ loan tin những cái gì tin tốt nhất, chẳng hạn như là kiểm tra cá sạch sẽ được phép bán cho người dân, rồi viên chức chính quyền ở các nơi xuống biển tắm như thường, nhưng mà những cái tin mà nguy hại thì không thấy loan tải gì hết. Để chúng tôi sẽ gửi đến quý vị thêm những cái hình ảnh như quý vị đã theo dõi suốt liên tục từ sáng tới giờ với cà phê
phê sáng. Nhưng mà trở lại một ngày thứ hai, không biết hôm nay và từ bây giờ đến hết tuần này đó, nắng có còn đẹp không? Nắng sẽ tiếp tục lên đẹp hay không? Vâng, kính thưa quý vị, vào cuối tuần vừa qua thì có lẽ là chúng ta có một lượng mưa là quá ít so với lại những gì dự đoán. Nhưng tuy nhiên thì ở phía bắc của quận Cam đó thì mưa vẫn đều đều là như vậy. Mà tuy nhiên thì quận Cam vào những ngày trong tuần này, trong cuối cùng sắp tới thưa quý vị, cũng sẽ rất đẹp. Nắng vào ngày hôm nay cũng sẽ chan hòa, nhiệt độ cao nhất vào ban ngày sẽ là 72 độ và thấp nhất vào ban đêm sẽ là 57 độ. Ngày hôm nay sẽ hoàn toàn không có mưa và sẽ có những cơn gió nhẹ từ 5 cho tới 10 dặm mỗi giờ. Vào ngày mai và đến hết nhất là ngày thứ năm thưa quý vị, đỉnh điểm là ngày thứ năm, nhiệt độ có thể cao lên tới 84 độ vào ban ngày và 60 độ vào ban đêm, một con số khá cao. Tuy nhiên vào giữa tuần, các nhà dự báo cho biết là sẽ có thể có những cơn mưa nhẹ, 10% sẽ có mưa trong cuối tuần này thưa quý vị. Trong cùng lúc đó, đến với lại tình hình ngay tại tiểu bang Colorado, những hình ảnh cho thấy một cơn bão và lốc xoáy đã ảnh hưởng tại các khu vực này, làm cho ít nhất là 5 người bị thương. Cơn tornado này đã trải qua một khu vực dài gần 10 cây số và làm cuốn trôi hết tất cả những gì mà con đường nó đi qua. Trong cùng lúc đó thì tình hình về những cơn cháy rừng vẫn đang tiếp diễn một cách phức tạp ngay tại Canada. Theo như tin tức từ địa phương mô tả, những cơn đám cháy lớn này nó đã thay đổi một vùng khí hậu ở quanh đó và làm cho ít nhất là gần 100.000 người dân ngay tại quanh khu vực này đã phải di tản đến một nơi khác. Cho tới hiện tại thì đám cháy vẫn đang còn lan rộng và các nhà tin tức tại địa phương cũng cho biết là có thể để kiểm soát được cái cơn cháy này cũng sẽ phải mất tới vài tháng. Trong khi đó, thị trường tài chính tại Hoa Kỳ hôm thứ Hai hôm nay mở cửa và con số tiêu cực tiếp tục là diễn tiến thưa quý vị. Nhất là vàng, quý vị còn nhớ hôm thứ Sáu vừa rồi vàng lên 20 mấy đô la và dường như có một cái khuynh hướng là bán tháo vàng ngày hôm nay để kiếm lời. Chính vì thế người ta thắc mắc không biết vì lý do nào chỉ trong vòng có một cuối tuần qua mà thôi mà vàng hôm nay tụt giảm rõ ràng. Đây là khuynh hướng những người đã thấy giá vàng của họ tăng cao hôm thứ Sáu, hôm nay bán tháo ra để kiếm lời, kiếm được ít nhất cũng 20 đô la mỗi một lượng thưa quý vị. Và hôm nay đó lý do mà tại sao vàng xuống tới 25 đồng vì tình trạng bán tháo, còn có 1.269 đồng 10 sen mà thôi. Tình trạng bán tháo để kiếm lời vẫn thường thấy, không những giá vàng mà tất cả những cái, nghĩa là bất cứ một cái sản vật tài chính nào ở trên thị trường, từ cổ phiếu tới vật liệu và kim loại nữa thưa quý vị. Như chẳng hạn dầu cũng thế, dầu hôm nay xuống 76 sen, còn có 43 đồng 90 sen một thùng mà thôi. Thị trường tài chính tại Hoa Kỳ cũng xuống đều hết, Dow Jones xuống 28 điểm. Tuy nhiên, S&P 500 và Nasdaq thì lên chút đỉnh, Nasdaq lên được 16 đồng 40 sau một tuần lễ vừa rồi đã tụt giảm nghiêm trọng. S&P lên được 1 đồng 52 sen, đó là 1 đồng 52 điểm. Những diễn biến ngày hôm nay và đến trưa hôm nay, người ta sẽ biết chắc thêm liệu rằng giá dầu giảm và healthcare lại tăng đã giúp cho thị trường Nasdaq cũng như S&P 500 lên được, nhưng mà Dow Jones thì đến khi đóng cửa diễn biến như thế nào đây? Chúng tôi trở lại ngay và gửi đến quý vị một hàng loạt thêm những cái tin tức liên quan đến vụ biểu tình ở Việt Nam từ Sài Gòn ra đến Hà Nội. Mời quý vị cùng theo dõi.